Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác một bộ dàn Onkyo. Bộ này là bộ Onkyo FRX7 các bác nhá. Đấy. Dàn X7 này thì hay còn gọi được cái tên gọi là hàng quốc dân của bên em, bởi vì sao? Những dàn X7 này thì bên em bán rất là nhiều. Lý do tại sao lại bán được nhiều? Bởi vì là chất lượng của nó là hàng tốt mà giá thành lại ở mức trung bình, không quá cao so với cả những dòng khác, nhưng chất âm lại hay hơn so với cả những dòng khác. Đó, thì đấy cũng là cái mấu chốt tại sao mà nhiều người lại sử dụng X7 đấy. Và ngoài ra thì X7 được trang bị bát 13, thế nên là bát của nó cũng rất là ấm các bác nhá, bát rất là ấm, và tép là tép chép đom, tiếng rất là sáng. Với công suất của một chiếc nó rơi khoảng là 70W các bác nhá, một chiếc này nó 70W một loa, trở kháng từ trước là 5 ohm. Thông thường nó sẽ là loa 4 ohm, 6 ohm và 8 ohm đúng không ạ? Đấy, nhưng con này loa của nó lại là dòng gì ạ? 5 ohm, tức là ohm lẻ. Đấy, tiếng nó sẽ có sự khác biệt và nó sẽ ấm hơn. Các bác có thể kết nối được với Smart TV thông qua giải quang, điện thoại máy tính thông qua cổng AV và cổng 3.5. Đấy, thoải mái để mình cắm nhá. Còn đây là cổng trầm, bác nào muốn thêm trầm thì cắm trầm vào đây. Đấy, cầu loa thì kẹp đúng màu nha em, đỏ đỏ đen đen, đơn giản vậy thôi, rất dễ dùng. Hàng máy thì nói chung là nó cũng không thể tránh khỏi được cái chuyện vu vọng một tí, đúng không các bác, hay là sát sát nhẹ một tí, cái này thì nó không tránh được. Quan trọng nhất đó là hình thức nhìn này nó quá tuyệt vời rồi. Con này thì nó về là không có e căng. Đấy, bình thường như những bộ này nhà em đang bán nó rơi khoảng 2,5 triệu, 2,6 triệu. Tuy nhiên thì nếu như bộ này là em bán ok không căng ạ, để các bác bộ này là cả bộ luôn nhá, full bộ luôn này. 1.999.000 các bác nhá. 1.999.000. Cho bác là như thế luôn ngay cho em để dính ngay bộ X7 này về nhá. Bây giờ em sẽ lên nhà các bác nghe thử nhá. Đây là em đang cắm trên máy tính này. CD MD bỏ qua cho em nhá, tại vì những dòng này về thì hầu như mắt nó kém rồi. Nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn yêu kéo cũng chẳng để làm chi. Nguyện xin giữ những gì vắng là giấc mơ, trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu, từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần. Nguyện xin giữ những gì vắng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu, từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần. Sau đây em test tiếp nốt cái đường quang cho các bác nhá. Đường quang thì các bác sẽ chuyển cho em hai cổng là input ở đây nhá. Ở đây nó sẽ có hai cổng input này. Thì mình sẽ chọn đầu này. Ở đây là tép thì nó cũng sẽ là cái cổng điện thoại đây. Tóm lại là đằng sau nó sẽ có những tên là line, tép và CDR. Thì mình sẽ cắm vào những cổng in phía sau. Và khi mình mở chọn cửa vào thì các bác sẽ chọn đúng cửa tên của nó. Ví dụ như em đang cắm vào cổng line đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn đúng cổng line của nó. Còn các bác muốn kết nối Smart TV thì mình sẽ truyền qua đường quang. Đây. Gặp nhau biết tìm về nơi đâu, ân ái
trả nàng mấy câu. Tháng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi người. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Nhá, đấy thì vừa rồi là có test qua đường máy tính, đường đến Smart TV. Thì bác nào sốt bộ này thì alo cho em qua số thì em sẽ để tiêu đề nhé. Vâng, xin chào các bác.